Xin chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề đó là bảo quản chế biến nông lâm thủy sản. Tiết 24 và tiết 25. Ở tiết trước chúng ta đã học bài 40, đó là mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 41, có nội dung đó là bảo quản hạt, củ làm giống, và bài 42 đó là bảo quản lương thực, thực phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài 41, bảo quản hạt, củ làm giống. Một lớn, tìm hiểu phần bảo quản hạt giống. Vậy thì có những các loại hạt làm giống, ví dụ như các hạt lúa này, các cái loại đậu và các cái loại bắp. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái mục đích của cái việc bảo quản hạt ở đây, đó là giữ được cái độ nảy mầm của hạt. Thứ hai, đó là hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng. Và cái thứ ba, đó là duy trì đa dạng sinh học của giống. Vậy thì có để mà ta chọn những cái hạt giống thì nó những hạt giống này nó sẽ có những cái tiêu chuẩn như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Những hạt giống này phải cho ra những cái chất lượng cao. Thứ hai nữa đó là nó thuần chủng. Thứ ba đó là nó không bị bệnh, không bị sâu. Vậy thì chúng ta sẽ bảo quản hạt giống theo những cái phương pháp nào? Những cái phương pháp bảo quản hạt giống thì nó sẽ phụ thuộc vào ba cái điều kiện. Thứ nhất đó là phụ thuộc vào yêu cầu sản xuất. Thứ hai đó là phụ thuộc vào đặc điểm của giống. Thứ ba đó là phụ thuộc vào cái điều kiện kỹ thuật. Và từ đó nó sẽ tương ứng với những cái cách bảo quản như sau. Bảo quản thứ nhất đó là người ta sẽ bảo quản ngắn hạn. Cái bảo quản ngắn hạn này thì thời gian sẽ là dưới 1 năm và ở cái điều kiện nhiệt độ, độ ẩm bình thường, trong chum, vại, hoặc người ta bảo quản trong bao, trong túi ni lông, trong chai, trong lọ. Hình vẽ các em đã quan sát. Tiếp theo đó là người ta sẽ bảo quản trung hạn. Thì bảo quản trung hạn thời gian sẽ là dưới 20 năm và ở cái điều kiện là lạnh, nhiệt độ lúc này sẽ là 0 độ C, độ ẩm là 35-40% trong kho lạnh. Và cách bảo quản cuối cùng đó là bảo quản dài hạn. Bảo quản dài hạn thì thời gian sẽ là trên 20 năm, ở điều kiện là lạnh sâu, nhiệt độ lúc này sẽ là âm 10 độ C, độ ẩm là 35-40% trong kho lạnh, như các em đang quan sát đó. Vậy thì cái quy trình bảo quản hạt giống nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ vào phần 3 lớn, đó là quy trình bảo quản hạt. Quy trình bảo quản hạt giống đầu tiên là thu hoạch. Thì người ta cũng sẽ thu hoạch đúng cái thời điểm để mà thu được cái năng suất hiệu quả cao nhất. Tiếp theo người ta sẽ tách hạt. Người ta sẽ tách hạt, tức là người ta sẽ tách những cái hạt nào sạch sẽ, rồi những cái hạt mà cho được cái độ năng suất cao, tránh những cái hạt mà bị vỡ hoặc những cái hạt cát, hạt sạn. Tiếp theo người ta phân loại và làm sạch. Phân loại và làm sạch thì người ta sẽ bỏ đi những cái tạp chất, những cái hạt bị sâu, những hạt bị nứt, bị sạn. Và tiếp theo người ta sẽ làm khô. Làm khô thì người ta có thể phơi hoặc là sấy. Đối với thóc thì nếu mà cần sấy thì người ta sẽ sấy ở cái nhiệt độ đó là 40 độ C cho đến 45 độ C. Cái quy trình tiếp theo nữa đó là người ta sẽ xử lý bảo quản. Người ta đóng gói và người ta bảo quản để người ta sử dụng. Đây là quy trình bảo quản hạt giống. Toàn bộ quy trình bảo quản hạt giống như trên hình chúng ta đang quan sát. Thì đối với người nông dân, người ta thường bảo quản hạt giống theo cái phương pháp truyền thống. Đó là người ta sẽ bảo quản trong chum, vại, hoặc người ta đóng trong bao, hoặc là treo ở cái chỗ nơi khô ráo. Thì trong chum, vại, đậy bị kín thì hạt giống chúng ta phải chú ý nó đã khô kỹ và có thể lưu trữ từ 1 cho đến 2 năm mà chất lượng vẫn được đảm bảo. Trong cái quá trình quy trình bảo quản thì chúng ta cũng cần lưu ý đó là trước khi mà cho hạt vào bảo quản thì các cái phương tiện bảo quản chúng ta phải được làm sạch sẽ đi. Và một số cái hạt giống cây ăn quả, cây nông nghiệp cũng được bảo quản trong cách ẩm. Thì nó phải trong cái thời gian ngắn ở cái điều kiện thoáng và ẩm để mà duy trì được cái sự nảy mầm của hạt. Ở cái các cái công ty người ta sản xuất hạt giống ấy, thường người ta sẽ bảo quản hạt giống trong các cái kho mát, trong các kho lạnh, có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, được kiểm soát chặt chẽ bằng các cái thiết bị tự động.
sau khi chúng ta đã tìm hiểu cái mục tiêu, các cái tiêu chuẩn cũng như các cái phương pháp quy trình bảo quản hạt giống, ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó là phần hai lớn, bảo quản củ giống. Mình xem là bảo quản củ giống nó có khác nhau ở những cái đặc điểm nào so với cái quy trình bảo quản hạt giống hay không. Đã sang phần 2, đó là bảo quản củ giống. Vậy thì tiêu chuẩn để mà chúng ta chọn bảo quản củ giống nó sẽ như thế nào? Đây, ví dụ một số các cái loại củ chúng ta chọn làm giống, các củ khoai, khoai lang, khoai tây, các củ hành, củ tỏi là những cái củ người ta sẽ chọn. Thì tiêu chuẩn để chọn các cái củ này làm giống thì những cái củ này nó sẽ cho hạt, các cái củ giống nó sẽ cho là chất lượng cao này, rồi đồng đều, không quá già, không quá non, rồi không bị sâu, bị bệnh, không bị lẫn vào các cái giống khác, còn nguyên vẹn và đặc biệt là có khả năng nảy mầm là cao. Vậy thì cái phương pháp người ta bảo quản hạt củ giống ấy, thì người ta thường bảo quản nó là ngắn ngày trong cái điều kiện bình thường, hay là trong kho lạnh có nhiệt độ không khí lúc này là từ 0 độ C cho đến 5 độ C và độ ẩm không khí là từ 85 cho đến 90%. Chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, chúng ta xem là cái quy trình bảo quản củ giống ở đây. Nó đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình ở đây, đầu tiên đó là thu hoạch. Người ta thu hoạch, người ta cũng sẽ thu hoạch đúng thời điểm cho nó kịp thời để thu được cái năng suất cao nhất. Tiếp theo, quy trình tiếp theo người ta sẽ làm sạch, phân loại. Người ta sẽ loại bỏ những cái củ nứt, vỡ, bị sâu hại cho cái chất lượng kém. Tiếp theo, quy trình tiếp theo người ta sẽ xử lý phòng chống vi sinh vật gây hại, thì người ta sẽ sử dụng chất bảo quản bằng cách đó là phun lên củ hoặc là ủ với cát. Quy trình tiếp theo đó là người ta sẽ xử lý ức chế cái nảy mầm, ức chế cái củ này nảy mầm, thì người ta sẽ sử dụng cái chất ức chế nảy mầm bằng cách đó là phun lên trên củ. Và quy trình tiếp theo đó là bảo quản, người ta sẽ bảo quản trên giá hoặc là ở kho lạnh hoặc là nuôi cấy mô. Và quy trình cuối cùng trong quy trình bảo quản củ giống đó là sử dụng. Sử dụng thì người ta sẽ đem gieo trồng. Đây chúng ta sẽ nhìn ở trong hình, chúng ta thấy rằng đó là bảo quản khoai tây ở trong kho lạnh và trên giá. Ở các cái hộ nông dân, người ta sẽ bảo quản củ giống theo cái phương pháp cổ truyền, ví dụ như là trên giá, và người ta sẽ để ở cái nơi thoáng và cái ánh sáng ở đây đó là tán xạ, tức là nó không bị ánh sáng chiếu vào trực tiếp. Thường thì người ta bảo quản theo cái phương pháp này thì nó cũng sẽ tổn thất về số thương lượng và thường lớn, có khi đến 30%. Ở triển thì người ta sẽ dùng cái phương pháp đó là bảo quản lạnh hoặc là sử dụng cái phương pháp nuôi cái mô như trên hình để lưu trữ một số loại cây, và trong đó thì cây có cả củ. Đó là toàn bộ những kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu sang bài 41. Ta tìm hiểu được cái mục tiêu này, cái cách bảo quản này, cái quy trình bảo quản về cái phương pháp bảo quản hạt giống và củ giống. Tiếp theo trong cái chuyên đề này, chúng ta tiếp theo ở cái tiết 25 chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bài 42, đó là bảo quản chế biến lương thực thực phẩm. Ở phần này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu, đó là phần 3 lớn, bảo quản lương thực. Một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là bảo quản thóc, bảo quản ngô. Thì các dạng kho bảo quản hiện nay thì bảo quản thóc và ngô thì người ta thường dùng, đó là bảo quản ở đây là các dạng kho, đó là nhà kho như trong hình và kho silo như trong hình các bạn đang quan sát. Vậy thì nhà kho nó bảo quản thóc, ngô thì có nhiều gian xây dựng bằng gạch ngói thành từng dãy, và ở nước ta thì cái loại kho này là phổ biến. Vậy thì nó sẽ có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất đó là nó sẽ có cái gầm thông gió. Thứ hai đó là nó có nhiều gian xây bằng gạch. Tiếp theo cái đặc điểm nữa là nó có mái che và có trần cách nhiệt. Và cái đặc điểm cuối cùng của cái nhà kho này đó là nó phải thuận tiện cho xuất và nhập cũng như bảo quản hàng hóa. Vậy thì kho silo nó là một kho, ở đây nó là một dạng kho có thể là hình trụ này, rồi hình vuông này, hay hình sáu cạnh, và được xây bằng gạch hoặc là bê tông cốt thép
hay là bằng thép không, như trên hình các bạn đang quan sát. Và kho silo thì cái quy mô nó lớn, nó được trang bị từ cái khâu nhập rồi cái khâu xuất, làm sạch, sấy và thường được các cái cơ giới hóa và tự động hóa. Các bạn có thể quan sát trên hình, các bạn thấy là kho silo sẽ có hình trụ, hình vuông hoặc là hình sáu cạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp bảo quản ở đây. Đó là một số cái phương pháp bảo quản ở đây nữa, đó là người ta sẽ đóng bao hoặc là người ta sẽ đổ rời. Vậy thì cái phương pháp bảo quản đổ rời ấy, thì người ta thông gió tự nhiên hay là thông gió tích cực, có cả cái đào đảo trong cái nhà kho để mà giữ được cái hiệu quả cao. Còn cái phương pháp bảo quản đóng bao trong nhà kho như cái hình chúng ta đang quan sát, thì hai cái phương pháp này thường được để bảo quản thóc và ngô. Và ở nước ta thì hàng triệu tấn thóc, ngô được bảo quản theo cái hai cái phương pháp này. Về số lương thực ở những cái hộ nông dân ta thường bảo quản theo cái phương pháp truyền thống thì thường được tiện đơn giản hơn. Ví dụ người ta bảo quản trong chum vại này, rồi trong thùng sắt này, bao tải này, bồ cót này, vân vân, như trong hình chúng ta đang quan sát. Còn cái nước phát triển thì lương thực người ta tập trung vào các cái bao quản tại các cái hệ thống silo liên hoàn như trong hình vẽ đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái quy trình bảo quản thóc và ngô nó sẽ diễn ra thế nào. Đây, quy trình bảo quản thóc và ngô. Bước đầu tiên nó cũng sẽ là thu hoạch. Tiếp theo đó là tuốt, tẽ hạt. Quy trình tiếp theo người ta sẽ làm sạch và phân loại. Bước tiếp theo người ta làm khô, sau đó làm nguội, phân loại theo chất lượng, xem là những cái mẻ nào mà có cái sự chất lượng cao hơn, người ta sẽ phân loại với những loại 1, loại 2, loại 3 tùy vào cái hiệu quả của từng loại. Tiếp theo người ta sẽ bảo quản và người ta đưa sử dụng. Ví dụ người ta thu hoạch thì đối với người nông dân mình thì những cái nước mà nông nghiệp đang còn chưa phát triển về máy móc kỹ thuật, hoặc là đôi khi ta làm bằng thủ công thì ta gặt lúa là bằng những chiếc liềm, rồi ta bẻ ngô bằng chính cái sức lao động của ta, bằng bàn tay. Thường thì người ta sẽ phát triển hơn, người ta sẽ sử dụng các máy móc. Ví dụ như trong hình người ta sẽ gặt lúa bằng máy móc hơn, rồi bẻ ngô cũng sử dụng bằng máy móc. Về tuốt và tẽ hạt thì các bạn thấy rằng là ở trong hình chúng ta thấy là như ngày xưa khi mà chưa có các máy móc hiện đại thì chúng ta sẽ sử dụng các cái chày, rồi sử dụng bằng những gì thủ công thô sơ nhất. Còn bây giờ hiện đại hơn, người ta có những cái máy tuốt để người ta tách cái hạt ra. Tiếp theo người ta làm sạch, mình có thể sẩy. Ngày xưa mình hay sẩy rồi mình đứng ở cái đầu gió để bụi nó sẽ bay theo một hướng, còn mình sẽ sẩy được những cái hạt thóc, hạt lúa. Còn bây giờ người ta sẽ sử dụng cái máy, người ta sẽ làm sạch cho toàn, cũng như làm khô để mình phơi nắng. Thì người ta sẽ sử dụng các cái máy sấy tốt hơn, hiện đại hơn. Vậy thì một số nữa đó là cái phần hai nhỏ mình cũng sẽ tìm hiểu cái bảo quản khoai lang và sắn và củ mì, xem là mình sẽ bảo quản khoai lang sắn mì như thế nào. Cái quy trình bảo quản sắn lát khô thì người ta đầu tiên người ta cũng thu hoạch rỡ, tiếp theo người ta sẽ chặt cuống gọt vỏ làm sạch nó đi, rồi thái lát làm khô phơi hoặc là chúng ta sấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đóng gói và chúng ta sẽ bảo quản. Có nhiều cách để bảo quản: kín, nơi khô ráo và sau đó sẽ đưa vào sử dụng. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong phần bảo quản thóc và ngô và sắn thì cái phần cuối của cái tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bảo quản rau, hoa quả tươi, xem là bảo quản rau, hoa quả tươi nó cũng sẽ được bảo quản như thế nào. Thì các bạn biết là rau, quả tươi nó sẽ chứa nhiều rất là dinh dưỡng, nhiều nước nên là rất dễ bị vi sinh vật nó xâm nhiễm và gây hại. Thì cái nguyên lý bảo quản ở đây, chúng ta sẽ giữ cho rau, cho quả luôn ở cái trạng thái ngủ nghỉ, tránh sự xâm nhiễm của vi sinh vật và giữ được cái chất lượng ban đầu của rau quả.
Lúc nào rau quả cũng luôn được tươi, được mọng và luôn được giữ được cái chất lượng như ban đầu. Vậy thì một số cái phương pháp ta bảo quản rau quả cửa tươi như sau. Ta có thể bảo quản ở điều kiện bình thường. Đó. Thứ hai, người ta sẽ bảo quản lạnh. Tiếp theo, người ta sẽ bảo quản trong môi trường khí biến đổi, hoặc là bảo quản bằng hóa chất. Cái bằng hóa chất này thì các bạn biết rằng ở những cái thương gia buôn hoặc quả ở các hội chợ thì người ta sử dụng các hóa chất này. Đôi khi có những cái quả táo hoặc quả cam người ta bơm hóa chất mà có thể như thế nào, có thể giữ được rất là lâu. Vậy thì đôi khi sử dụng những hóa chất, có những hóa chất mà được Bộ Y tế cho phép thì chúng ta còn an toàn, có những cái bộ, có những cái bảo quản bằng hóa chất mà nó gây ra những cái tổn thương trong cơ thể con người thì rất là có hại. Rồi bảo quản bằng chiếu xạ. Về cái phương pháp bảo quản bằng chiếu xạ thì người ta được ít được sử dụng hơn. Còn cái phương pháp mà bảo quản lạnh ấy, thì được áp dụng phổ biến hơn hiện. Vậy thì cái quy trình bảo quản rau hoa quả tươi bằng cái phương pháp lạnh thì chúng ta biết rằng đó là trong cái điều kiện lạnh á, thì hoạt động sống của rau, của quả cũng như các vi sinh vật nó sẽ bị chậm lại, làm cho rau quả như thế nào nó sẽ được bảo quản tốt hơn. Vậy thì quy trình bảo quản rau hoa quả tươi bằng cái phương pháp lạnh như sau. Đầu tiên người ta vẫn thu hái, thu hoạch, để sau đó người ta chọn lựa và làm sạch, làm ráo nước, bao gói và người ta sẽ bảo quản lạnh, sau đó người ta sẽ sử dụng. Vậy thì đối với mỗi cái loại rau hoa quả thì nó sẽ có nhiệt độ và cái độ ẩm không khí bảo quản. Cảm ơn các em đã theo dõi toàn bộ cái chuyên đề bảo quản nông lâm thủy sản. Trong đó chúng ta đã ôn tập tiết 24, tiết 25 tương ứng với bài 21, bài 25. Sau đó thì cô cũng sẽ giao bài tập, thì bài tập sẽ được giao ở một cái phần khác. Thì rất là mong các bạn sẽ ôn tập lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.